Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Đến với kênh của mình ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để bó một cái bó hoa hồng một bông phối nhiều cỏ điểm kiểu mới như thế này nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng thực hiện nhé. Như các bạn đã thấy thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn một cái bông hoa hồng sáp thơm màu đỏ. Và ở đây là một ít cỏ điểm, xốp, kéo. Và đây là kẽm cuộn nha các bạn. Chúng ta không thể thiếu là giấy gói. Và bây giờ mình sẽ thực hiện cái hướng dẫn để chỉ cho các bạn cái cách bó một cái bó hoa hồng một bông mẫu mới nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ cắt một miếng xốp nhỏ. Các bạn cắm vô cái xốp này thì nó sẽ rất là dễ bó. Thì ở đây mình sẽ sử dụng lá hồng. Và đây là một ít cỏ điểm. Mình sẽ gắn bông hoa hồng của mình lên. Và mình sẽ cắm phần hoa hồng đã được điểm cỏ vào miếng xốp. Và ở đây thì các bạn sẽ đặt cái tờ giấy so le như thế này nha các bạn. Mình sẽ đặt cái bông hoa hồng của mình lên. Ở đây thì mình sẽ điểm thêm một ít cỏ điểm nữa. Các bạn giữ khoảng cách ra cho mình khoảng như đây nha các bạn. Và mình sẽ bắt đầu bó.
những cái tờ giấy tiếp theo á, thì các bạn gấp lại cho mình như thế này nha các bạn. Gấp cho nó xéo xéo lên xíu nè. Này cũng vậy luôn nha các bạn. Nha các bạn. Ở tờ giấy tiếp theo mình sẽ gấp đôi nó lại như thế này. Theo là một tờ ở bên này. Theo mình sẽ điểm cho bó hoa của chúng ta một cái nơi nha các bạn. Các bạn làm cái nơi nhỏ thôi. Tại vì bó hoa của chúng ta chỉ có một bông thôi. Nếu mà các bạn làm cái nơi nổi bật quá, to quá thì nó sẽ làm áp mất cái phần của bó bông. Phẩm của chúng ta. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa một bông phối nhiều cổ điển như thế này. Đây nhất định sẽ là một cái món quà rất là tiết kiệm và có thể tặng kèm với những cái quà đi kèm giống như là son hoặc là túi xách rồi nha các bạn. Chúc các bạn thành công với mẫu hoa này. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và
để ủng hộ cho shop Hoa Thảo ra những cái video tiếp theo để hướng dẫn các bạn làm những cái mẫu khác nha các bạn. Còn các bạn nào mà có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời hết nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.